Ngay lúc này tại nơi Sư Minh Tuệ nghỉ ngơi xuất hiện một bà cô mặc áo cà sa ba mươi mấy màu mai hình lục giác đến gửi tặng cho thầy. Không biết bà cô này có ý định như thế nào, câu chuyện ra sao, xin mời quý cô chú và anh chị cùng theo dõi video. Cả nhà có ý kiến gì cái bộ trang phục của cô thì cả nhà mình cho ý kiến cả nhà ơi. Cái thân người áo mà bây giờ chứ là chị cũng tặng cho thầy thì cũng là coi như đó là cái tâm của mình là rất là quý, nhưng mà thầy không nhận là dạ, cái đó mình chịu thôi. Chú cho cô làm gì thôi. À, cô ơi cô. Em nói thầy không nhận là ngày mai tôi cũng mặc đi, tôi đi theo. À, rồi. Cô ơi đi nổi không cô? Rồi. Đi nổi không? Rồi. Cô đã từng đi thể dục rồi mà cô đi vậy xe hả? Cô đeo đi bằng gạt cho đi bằng cây không chắc đi không nổi. Thể dục đi khác hơn nè cô. Đi bằng gạt cho đo đi chân không thì chắc không đi nổi. Đó là. Dạ. Đúng rồi. Thấy không gạt đó là mình chịu thôi, mình đem đây mình dùng. Đúng rồi. Nói chung là thầy nhìn coi này không giống ngoài thứ gì. Là hoài cá rồi cô Mai bao lâu rồi đi xong cô? Năm 2016 vậy là không phải. Vậy là cô Mai lâu rồi. Cô Mai nhiều ngày lắm. Cái đi phải cắt ra. Phải cắt ra đã. Mai bằng tay mà. Mai mà bắt hạt gạo. Mai mà bắt hạt gạo chứ không phải mai luôn vậy đâu. Bắt hạt gạo giống như hạt gạo. Cô hả? Cô có làm tấm này làm chân đất cho người chưa? Rồi, cô gọi đâu mà. Sao cô tặng cho thầy được? Ủa? Thầy là thầy về thầy dặn mà thầy lượm đó là cái đó rồi. Đó, nó cố mới nhớ lại là cố mặc vải hàng trung hợp mấy ý của cố của thầy. Cho nên cố mới là thân tóc chạy đến đây. Nếu mà thầy nhận đó là một cái cơ duyên mà thầy không nhận thì cũng hoan hỷ. Không bao giờ nhận thầy. Thì đem có biết. Không bao giờ nhận thầy. Nhưng mà là cái tấm của cô như là cô ủng hộ cháu tất cả những người là vì đó từ năm 2016 là cô là bây giờ ở nhà vẫn còn một tấm như vậy rồi. Nữa à, ở nhà vẫn còn một tấm nữa rồi thì hiện tại như là cô vẫn làm những cái việc gì là coi như là coi như để khỏi chết đời không làm việc gì hết, bây giờ lớn tuổi rồi cô nè, em năm đi là 61 tuổi. Bây giờ chưa là thuận tiền thì mình là xin tặng cho thầy để là đi hành trang. Thầy làm rồi gì là, nhưng mà bậc là cái đứng xích vô đi coi. Nhưng mà đứng nếu đứng thầy nhận cũng là cái cơ duyên của mình mà thầy không nhận mình vẫn hoan hỷ. Đúng rồi. Em về mình dùng. Đúng rồi. Cho cái này cô em cũng không bắt. Đúng rồi. Vì em ngồi em máy công phu lắm. Đúng rồi. Đẹp chứ là đẹp. Em máy từng cái là em niệm Phật này. Dạ. Máy từng cái là niệm Phật chủ liền ở trong đó chứ không phải là không chủ đâu nghe. Mà cái tấm vải này máy là cũng thầy chùa bày cho mình đây. Cho mình cũng không tự làm. Vì hồi nữa thầy nói đây là máy một tấm vải là lục giác. Đây nè, lục giác này. Cắt ra máy nhiều màu, 6 màu. Nhưng mình đây là quả 6 màu lắm. Đúng rồi. Để lót. Ngồi để mà ngồi thiền đấy là mình, cái tấm vải này á, để ngồi thiền để khỏi là ma quỷ xâm nhập. Hắn có một cái linh nghiệm đấy chứ không phải là cô đã trì chú vô trong đó rồi hả? Có trì chú rồi mà sau khi cô máy á, là em cô ơi. Cho cháu cô mồi đứa mồi cái này em. Để khi nó đắp ngủ này không nằm mơ này để cho nó ngủ ngon này. Em bây giờ chưa là thầy cũng có cái dùng linh nghiệm để làm như này mà tránh ma quỷ đâu. Vì là đây là nhân sinh quả là cái áo này là cô may hết khoảng độ là bao nhiêu tháng cô nhớ không? Rồi, giờ cô may là chập cho cô không may là đều không như là đây giờ tới bao lâu là cô hoàn thành cái này? Giờ cái chơi cũng nhớ hồi năm 2016 giờ. 2016 nhà cô rặn là cô đem ra cô may. Rặn là cô đem ra cô may. Em ở trên Hương An nữa. Không, em ở trên Hương Văn. Hương Văn rồi. Nhìn thì rất là đẹp luôn đó cả nhà. Rất đẹp. Hình lục giác nha, rất không, là nhiều màu. Không, cả nơi rừng rất là một dạng chị tâm. Để xây dựng như nữa. Để có cái tâm làm được như vậy. Cả nơi năm ngủ gội đâu, không nằm mơ. Vậy luôn hả cô? Vâng, không nằm mơ. Nhưng mà bây giờ chưa lên thầy. Lý do vì sao vậy cô chia sẻ? Cái màu này là cái màu lục giác làm cho màu lưu thông. Nói về khoa học, là thầy nói như nữa. Thầy chùa, vì cô một lần cô đi nghe Pháp ở bên chùa Tư Đàm á. Là có một vị thầy về là nói Pháp. Là bày cho bà con là nên kiểm bài vùng máy thành một cái tấm khăn lục giác. Để mà trải trên đầu nằm mà nằm hoặc là để trải mà ngồi thiền.
ngôi tiền là hạt đình tâm, vậy là mẫu nó lưu thông cái lục dạ, cái mẫu lục dạ nghĩ là có cái linh nghiệm như vậy là thầy bay đấy chứ con cô. Còn lúc mà cô Mai cô trì chú là trì chú đại bi hay là trì chú gì không, con trì là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi đường kim là Nam Mô A Di Đà Phật à, cứ Mai là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trì như vậy để sinh trì quá đẹp đó, trì là có nghĩa là khi mà cô dự định nhờ sẵn cho thầy nhưng mà thầy không nhận thì rồi cô sẽ mang mặt rồi theo bây giờ đi bộ hành của thầy cô đây, cái chị là vẫn là thầy như đi thì mình xin gửi lại cho thầy để trong đoàn mưa nắng thì đi hồi chiều nay thầy mưa nên mình à đúng rồi thầy nhận nhưng cô ơi cô con biết chắc là thầy không nhận đâu cô, thầy không nhận thì thầy không nhận thôi. Để nếu mà thầy không nhận thì cô mang về thì mai cô mang cô đi không mang đi thầy luôn, lấy một cái gì đi cô đi luôn hả cô mang về thì cô sẽ được cái điều lời cô ơi, cô không có được đâu, cô cũng được nếu mà cô đang là cô đẹp như vậy mà mặc vô nó nói lại này cái môn phái khác nữa đường quy mũi chỉ máy tay mà máy bằng cào chứ không phải là máy nào gọi là kiếm gì mà các tên là Ocaro cô phải có một cái tấm cắt tông có mấy đề lên cái biểu bài buồn này cho cô lấy kẹo cắt rồi chị ơi lục giả cái đàn à cắt thêm một củi mư lắm chị ơi cũng đẹp quá chị cũng rất là đẹp á chị mà cũng khá là chị ơi không văn chị 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 ơi con xã là chị ơi là con xã gần cái nhà máy đồng xíu à trên công luôn phải không. À, cô ơi nếu mà ngày mai mà thầy không nhận thì cô cứ mặc cô đi theo thầy một đoạn rồi à, mình mãi, lấy một cái duyên đó con cái duyên đó là cái duyên vì mình chọn cái duyên chúc cô nhiều sức khỏe nha được cô ơi nghe để con phân tích cho cô nghe thầy chỉ dẫn giống như cái hồi vừa giống như trong trên cái bàn đó dạ thứ hai thầy vô sáu ngày lục giác thầy vô buổi sáng giải là những lỗi cái gì 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 đi nè 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 đi thấy cái màu luôn á. Để cho mọi người thì đúng rồi cái mà nó chịu đây nhau. Làm quan hệ quan hệ. Dạ nói chung là quan hệ trong tại ơi. Nói chung là thầy đến tâm lòng tin nha. Dạ con hỏi là quan hệ quan hệ. Dạ. Nghe ông dâu thầy cũng đeo đẹp để xin hết. Dạ tại vì cô nói là cô là đem cái này ra đây để cô tặng trung hơn. Thì là đẹp đẹp rồi. Yêu thích cô này. Rồi có hiểu nhưng mà tại vì là đó nói giống như nhân viên thôi thì chiều hôm nay là con nghỉ chơi ngày mai thầy xuất phát mà nhưng mà không biết là ngày mai cô có đi được hay là không á. Đây cả nhà ảnh rất là lại nha, nhưng mà đây cũng là một cái đây cũng là một cái hình ảnh khá là thú vị trong buổi tối ngày hôm nay thì đây có bà con rất là nhiều nè. Đây nữa cả nhà, kia nữa. Chắc thì để tiếp tục cập nhật những video mới cho cả nhà xem nha.